Xin chào quý các bạn. Trên hình bạn thể thấy đề bảng main của LG F180 LG G đang có mặt tại di động cao cấp.vn. Như các bạn đã biết, di động cao cấp.vn đang đơn vị cung cấp tất cả linh kiện trên LG F180 nói chung và phần bảng main của LG F180 nói riêng thay mới các bạn khi cần. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần bảng main trên Samsung Galaxy, xin lỗi bạn, trên LG G lỗi hỏng, cần một địa chỉ thay mới main, sửa lỗi hỏng main trên LG G. Quý các bạn vui lòng mang máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn. Chúng tôi có tất cả các linh kiện trên LG F180 nói chung và phần bảng main của LG F180 nói riêng thay mới với các bạn. Thông thường bảng main của LG F180 rất khó hỏng lỗi, nhưng khi chúng ta làm rơi va đập hoặc là chúng ta vô tình làm rơi vào nước thì bảng main của nó khả năng bị chập lỗi là điều khó tránh khỏi. Di động cao cấp.vn có đầy đủ tất cả linh kiện phụ quá trình thay mới, sửa chữa điện thoại LG F180 nói chung và phần bảng main của LG F180 nói riêng thay mới với các bạn. Quý các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới với các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Tư vấn cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ thay mới, đổi mới main cho LG F180, quý vị các bạn vui lòng mang máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn. Chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn cụ thể với các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu dịch vụ thay mới main, đổi mới main cho LG F180 được thực hiện tại di động cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp link phụ kiện của điện thoại LG F180 hàng đầu Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị các bạn.